Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái mẫu nơ để cột tóc hoặc là để trang trí trên hộp quà như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy là cái nơ này khá là to. Các bạn có thể ứng dụng để làm những cái kẹp tóc đó. Mình không nhớ là ở nhà mình tại vì không còn cái kẹp tóc đấy cho nên là mình không hướng dẫn các bạn được. Thì các bạn chỉ là sau khi làm xong cái nơ mà mình đã hướng dẫn như thế này á, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng súng bắn keo hoặc keo gắn vào cái phần kẹp tóc để kẹp tóc cho con nha. Khá là đơn giản, các bạn chỉ cần dùng keo nến là được. Đây thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái nơ như thế này. Thì nguyên liệu thì khá là đơn giản, các bạn chỉ cần một ảnh duy băng như thế này. Kích thước của duy băng sẽ là 30 này, khoảng 44 đến 45 cm nhé. Đây là chiều dài. Còn chiều rộng thì sẽ là các bạn mua cuộn duy băng có kích thước khoảng 5 cm như thế này. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ làm theo hướng dẫn như mình nha. Đầu tiên các bạn làm như thế này, đặt như thế này. Các bạn căn làm sao cho hai cái đầu này nó bằng nhau là được nhá. Các bạn rút ra. Đây các bạn sẽ để cái vi băng sẽ theo hình dạng như thế này. Các bạn gập đôi lại sao cho cái kích thước của hai cái này nó bằng nhau như thế này này. Thấy chưa? Mình sẽ lặp lại cái bước này một lần nữa nhé. Rồi sau đó các bạn lấy kim các bạn khâu lại. Sau khi khâu xong thì chúng ta sẽ được hình dạng nơ như thế này. Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt một cái mảnh duy băng nhỏ như thế này. Kích thước thì tùy thôi, các bạn cắt làm sao cho nó vòng một đủ vòng. Này. Bạn cuộn nó nhỏ lại nhé. Nếu mà dài quá thì các bạn cắt bớt đi. Ở cái công đoạn này thì mình sẽ dùng súng bắn keo nhé. Còn bạn nào mà không có cái súng bắn keo này thì các bạn có thể dùng kim khâu để khâu lại cũng được nhé. Dùng kim để khâu lại thì được. Ở đây thì mình sẽ dùng cái súng bắn keo.
Sau khi các bạn gắn xong thì các bạn sẽ được cái hình dạng nơ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cắt chéo. Các bạn có thể tùy cắt cái phần nơ còn thừa lại nhá. Mình sẽ cắt như thế này. Các bạn dùng bật lửa. Như vậy là chúng ta sẽ được một cái nơ xinh xắn như thế này. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chúc các bạn thành công nhé.